Chiều ngày 23 tháng 4, các đoàn thể Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu cùng các đơn vị tài trợ, Câu lạc bộ bóng đá Minh Thành, Câu lạc bộ bóng đá Hương Giang, Câu lạc bộ bóng đá Anh em thành phố Tây Ninh trao quà cho các hộ dân tộc Chăm trên địa bàn xã. Theo đó, đoàn đã trao 87 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, trao tặng 4 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng đợt này là 63 triệu 500.000 đồng. Nhân dịp này, Câu lạc bộ bóng đá Minh Thành, Câu lạc bộ bóng đá Hương Giang, Câu lạc bộ bóng đá Anh em thành phố Tây Ninh và đội bóng Tân Trung A cùng tham gia giải bóng đá thiện nguyện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến ngày lễ trọng đại của đất nước.